Có thể nói năm 2016 là năm của bất động sản quận 9. Với sự phát triển của quận 2, đồng thời là sự xuất hiện của các trường đại học, khu công nghệ cao Samsung, bất động sản quận 9 đang hot hơn bao giờ hết. Và thật là thiếu sót nếu nhắc bất động sản quận 9 mà không nhắc đến dự án đình đám, đó chính là dự án Melosa Garden. Melosa Garden bao gồm 12 lóc, có 442 căn nhà phố và biệt thự đã có sổ hồng từng căn, quản lý bởi CBRE. Thông tin về khu nhà phố Melosa Garden, vị trí, đường Võ Chí Công, quận 9. Chủ đầu tư, công ty đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền. Quy mô lên tới 17 hectare. Mật độ xây dựng 38%, mật độ cây xanh 62%. Giá bán nhà phố Melosa Khang Điền tham khảo: căn nhỏ nhất đủ nội thất giá thấp nhất 5,5 tỷ, căn lớn nhất khoảng 15 tỷ, giá mét vuông trung bình khoảng 50 triệu đến 70 triệu. Melosa Garden với vị trí đắc địa, thiết kế cao cấp và sang trọng cùng với những tiện ích VIP đẳng cấp sẽ mang đến một không gian sống hoàn hảo, phục vụ tối đa nhu cầu của cư dân nơi đây.